tình yêu thuần khiết. Song khiết. Tu tiên. Năm sau. Trung ngược. Kết thúc ngọt ngào. Không ngược thân, không cần tình yêu đau. 13 tuổi hắn nhặt được cái 9 tuổi đáng thương đệ đệ, đệ đệ nhu thuận hiểu chuyện thỉnh thoảng còn rơi chút nước mắt nhỏ. Ông tan dược cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau qua 8 năm. Ung thư khiến em trai mãi mãi ở lại tuổi 17 ông tan dược mất đi hy vọng vào cuộc sống, hắn một mình tự sát trong nhà một người. Nhưng kỳ quái chính là hắn cũng không có chết, mà là đi tới một thế giới khác. Thế giới này mọi người lấy tu tiên làm chủ. Hắn trở thành đệ tử duy nhất của môn phái tôn chủ. Hắn tại tân sinh đại điển nhìn thấy đệ đệ, nhưng khi hắn tìm tới, đệ đệ tự hồ không nhớ rõ hắn. Hơn nữa một cái cứu vớt thế giới nhiệm vụ đặt ở trên người hắn. Chương 1. Đêm tối dương quang. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Ban sơ gặp nhau Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Lẫn nhau duy nhất Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Ta không cần ngươi chết bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Chờ ta tới tìm ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Đệ đệ biến sư đệ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Ta không có nhường ngươi đánh cược. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Sư Huynh nhanh khen ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 3 tháng đi lịch luyện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Sư Huynh đại lừa gạt bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test